Tính ăn gì anh Khả? Hả? Tính ăn gì vậy? Không, không, đâu có ăn gì đâu mà. Bắt nước sôi vậy đó. Là kiểu như là ấy là tôi bứt rau rác trụng cho ăn đại nữa. Chứ giờ cuối tháng rồi. Đó, rau đó ba má tôi đang cắt đó. Lấy vô nhúng. Nhúng trụng với lại chấm tiêu được rồi. Chính luôn. Hết tiền khổ vậy hả? Phải, thì lúc trước mình ăn thịt bò tái chanh này rồi trúng với rau riết rồi nhìn nó ngán biết không? Ừ. Bỏ thịt đi, ăn ở đó thôi. Chắc không có này có kia là chỉ bình thường thôi. À, mà không đi đi, ông đi chăn bò đi. Để ngồi xem anh ăn thôi, giờ anh ăn rau có gì đâu mà xin, anh lo cái gì? Anh ăn rau thôi đâu có xin đâu mà. Không phải sợ xin gì hết trơn, nhưng mà có khá là... ấy đi chứ kỳ kỳ. Tại vì... rau mà ăn kỳ vậy. Rau sao đâu? Không có gì hết ta, anh ăn cái gì á? Tôi thì nó nói chứ, tại vì tôi mới được bà số cho này nè. Trứng gà đâu ngon mà. Trứng gà ta. Gà ta hả? Ừ, gà ta. Gà ta thì chiên ăn cơm đi. Gà ta mà chiên cơm, cơm là chỉ có chiên trứng gà công nghiệp thôi. Tại trứng gà ta là người ta nói là ăn rất là bổ. Ừ. Nhưng mà mình ăn kiểu gì ta? Người ta nói là ăn kiểu gì ta? Hồng đào hả? Hồng đào hả? Hồng đào á, y như là người ta ăn phở thì nhúng vô đó. Ăn lẩu. Ăn lẩu đó. Ừ, ăn lẩu mà nhúng cái gà ta lòng đào vô húp một cái là nhức nách. Bổ. Tôi nói là một húp ngon. 3-4 người vui. Đâu dữ vậy? Ai biết. Tao nói là một người khỏe là một người vui. Hai người vui chứ. Chứ đâu 3-4 người dữ vậy? 3-4 ai biết khỏe quá thì đi lung tung ai biết. Bây giờ tao bỏ vô tao luộc. Người ta nói là luộc hồng đào á là hình như là 5 hay 6 phút gì đó. Nước sôi bỏ xuống đếm 30 giây đến 1 phút. Đâu 56 phút. 56 phút nó chín luôn. Là mới đẻ ra còn nóng tao hút còn được nữa mà. Gì trứng gà tao phải trụng nó chứ. Trời, có nhiều người canh vừa mới lọt lũ ra thôi tao lấy tao hút liền luôn. Còn nóng luôn. Hụt một cái. Vậy sao tao không mổ ra tao ấy đi. Ông nói nãy nó nói nhiều cái trứng này hơi quá không? Tầm 35 phút nó đếm là ok rồi. 35 giây phút đúng không? Ừ. Là lòng trắng nó chưa có đóng ván. Đóng ván mỏng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Mà từ từ không sao, mình nói chuyện em nhìn em canh dây được. Canh dây được. Ý mà hôm nay em dự trứng sao anh ăn cái món này vậy? Không biết sao, tại vì nó lúc này nó mệt quá hả? Nó suy nhược cơ thể. Có thì cho trái. Là tính em không ăn đâu nhưng mà có thì cho thì ăn thôi chứ sao. Tôi hai trái nè, ông một trái đúng không? À. Cho ăn nha. Tôi đâu có cho kêu nói là này tôi cho chứ không phải ông xin đâu mà ông lo. Đó, giờ làm cho một trái nha. Ừ. Nó cần nguội không ta? Ở này nó đâu có cái nóng quá đâu mà. Vậy đập rồi chứ nguội quá cũng không có ngon đâu. Đợi xíu. Để chồng em ở cho ông cái là tôi bút luôn nha. Tôi chỉ cho ông cách ăn này nè. Sao? Ăn cái này phải có bí quyết ăn chứ không phải là muốn ăn là ăn. Ăn sao? Để tôi chồng xong rồi tôi chỉ cho anh. Ok. Tắt lửa đi. Sao? Đây. Đây tôi chỉ cho. Để cho ta cái muỗng. Năm nhá. Đây cái muỗng. À đây đây. Đây, đập trứng là mình đập cái đầu này. Tại đầu này đầu nhỏ nên phải đập đầu bự đúng không? Ừ. Cái này chắc chắn mình bỏ vô là không được đúng không? Ừ. Cái đầu muỗng. Này tôi nghĩ là đúng không đào luôn, hay sợ chín quá không ta. Trứng này tao luộc, tôi đi ra công việc này. Đồ vừa luôn. Vừa mà. Mình đào hút vậy á. À đó vừa luôn. Hả? Đó, bắt đầu cái này. Mình đâu có cần đâu, mình húp xong mình lấy này bỏ vô cũng được vậy mà. Hơi chín quá rồi. Ở trên cái đầu tiên hơi lố không sao. Hơi lố. Đúng không? Hơi chín quá rồi. Không sao đâu. Xuống. Chủ đã. Mệt húp quả trứng gà vô cái là khỏe người đi. Thiệt, đúng xuống thiệt chứ, đã thiệt chứ. Còn mà húp tính ra đâu còn gì trong đây ta. Ừ. Tầm 30 giây 1 phút là ok rồi. Hết rồi. Hết rồi. Sạch sẽ rồi. Sạch sẽ rồi. Anh ăn cái bẫy hả? Em ăn á. Đũa nè. Anh ăn lẩu. Em thấy mọi người hay ăn lẩu, mọi người hay kêu thêm một ít trứng gà ta hoặc là trứng gà tre để mọi người nhúng vô, mọi người húp cho nó béo, nó bổ xíu. Có cái đũa sẵn á, anh cầm cái trứng lên. Hay anh để lên bàn cũng được. Đâm. Đâm bể xong thận. Thì phải bể rồi. Anh để anh bàn nha. Anh chọc nhẹ 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 ra cho nó lủng vô. Đó.
đâm thẳng vô luôn. Rồi, trao vô. Xuyên qua. Rồi, cho vô miệng. Ủa sao nó không xì ra ta? Không xì ra đâu. Rút ra hút. Sạch sẽ. Ủa là sao? Đi ăn quán, đi ăn lẩu, kêu trứng gà ra hút. Hút làm sao cho dân nghệ thuật. Gọi là dân đúng nghĩa là ăn trứng gà. Ủa chứ không phải đập như vậy hả? Không, đập như vậy nó kỳ lắm. Đâu, cái anh làm mẹ mười coi nè. Giống như chơi một xíu. Bỏ lên mặt bàn. Bàn đúng không? Ví dụ đây là mặt bàn nha, rồi lấy cái đũa. Lấy cái đũa. Rồi để lên, đóng nhẹ xuống. Đóng nhẹ xuống đúng không? Ừ. Thế ăn chăng, ăn thằng điệu đúng không? Sao có trứng này vẫn nóng ta? Nhưng mà trứng mới nó nóng. Làm để cho xíu cho nguội xíu được, tùy mọi người. Hả? Đóng xuống nào. Đóng xuống. Đó, rớt xuống. Rồi, đóng luôn. Đẩy xuống luôn. Rồi, cầm lên, chọc nhẹ nó xuyên qua. Đó, nó không có rớt xuống. Rồi làm sao? Rồi, anh cho vô trong miệng. À, rớt cái xương đi. Ừ. Gọi là xanh điệu đúng không? Ừ, gọi rồi. Là người biết thưởng thức, gọi là trứng gà mà gọi là... Lòng đào. Lòng đào. Hả? Chứ bây giờ, ông đập ra đúng không? Ừ. Ông phải hấp một cái một. Đúng để mà nó tanh ra, nó cũng này, kiểu là nó ấm là được rồi. Chứ để nguội nó tanh đúng không? Để này. Đây, đây. Bỏ miệng. Bỏ miệng. Rồi, rút ra. Sạch sẽ. Không còn cái gì. À. Sướng. Chù cho sướng. Sướng thôi luôn. Chù. Vâng. Ăn trứng gà là ăn như vậy á. Nghe cái ót nha. Ừ, anh đi ăn lẩu mà ai đó kêu trứng gà ra để nhúng lòng đào á, ăn như vậy người ta thấy anh là một người nhậu chuyên nghiệp. Đồ để đập thử coi trong cái con gì nha. Ừ. Cái nào còn gì đâu mà. Chứ còn gì nữa đâu trời. Ừ. Đấy còn mà. Còn mà. Thật ít còn trắng. Đó ok. Nè còn nè. À, em chia sẻ mọi người. Mấy anh em hay ăn lẩu, lẩu bò hay lẩu gì đó mà hay kêu trứng gà ta hay trứng gà tre ra để hút lòng đào á. Làm cách này. Nè đúng là ăn nhậu, chắc ăn nhậu cũng dữ lắm mới biết được chiêu này. Ông nhắc tôi mới nhớ nè. Ngày xưa á. Ngày xưa á là ba tôi là ổng hay đi rừng á, ừ. Rừng rú gọi là người rất mất sức. Ừ. Nhà là hai hồi đó là hay nuôi gà. Cứ gà mà có nuôi mà khi mà không phải là gì nhưng mà đập ăn thì vẫn được. Ừ. Nhưng mà ba tôi ổng hút nhiều lắm. Bị, bị má tôi la. Ừ. Đó cứ mỗi lần ổng đi về ổng lấy cái kim mấy đồ biết không? Biết. Ông nay cái này tôi mới nhớ nè, lấy kim mấy đồ đúng không? Ông chọc cái lỗ nhỏ xíu á. Ừ. Ở dưới đây cái ông chọc cái lỗ nhỏ xíu nữa. Ừ. Ông hút xong là cái trứng á như hầu như là ông để, chỉ cần để cái là ông nhìn cái trứng còn nguyên xì. Ờ. Đó mà thật kế mà cứ gà ấp hoài nó có nở đâu. Ờ. Có gì đâu nở. Đúng rồi. À, đó ok nha. À chúc mấy anh em ăn nhậu lại có thật thêm chiêu trò mới nha. Nhớ đăng ký mặt chuông.